Một lần nữa, hôm nay ngày 15 tháng 4 tại bang Boston thuộc nước Mỹ, trong cuộc chạy đua marathon lớn nhất kéo dài 3 tiếng và quy tụ gần 30.000 vận động viên tham gia. Và thật kinh hoàng khi tại mức cuối cùng để quyết định thắng bại trong tiếng gieo hò cổ võ của hàng ngàn ngàn người, thì hai tiếng nổ thật lớn kinh hoàng đã xảy ra, gây thương vong và tử vong cho rất nhiều người. Xe cứu thương và những nhân viên cứu hỏa cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để khẩn cấp đưa những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này tới bệnh viện gần nhất. Hiện tại, cảnh sát cho biết chưa có điều tra ra nguyên nhân vụ nổ cũng như nhóm nào đã nhận để đã thi hành hai vụ nổ khủng khiếp này. Con số những người bị thương đã lên tới hơn 30 người và có hai người đã được giám chứng đã tự thương. Và cảnh sát cho biết con số người bị thương cũng như cái con số bị tử vong chắc chắn sẽ còn cao hơn rất nhiều. Tổng thống Obama đã ra lệnh khẩn cấp cho cả những người phụ trách về an ninh, và cảnh sát cũng khuyến cáo mọi người dân trong khu vực nên ở trong nhà vì có thể có những vụ nổ khác sẽ xảy ra trong khu vực. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường phố ngày 15 tháng 4, nằm vào ngày thứ hai, là một ngày nghỉ lễ tại bang Boston, một tiểu bang nằm về phía bắc của nước Mỹ. Gần 30.000 người đã tham gia một cuộc chạy đua marathon rất lớn. Và trong tiếng gieo hò cổ vũ của hàng trăm ngàn người tại mức cuối cùng, thì hai tiếng nổ thật lớn và kinh hoàng đã xảy ra ngay tại mức ăn thua, gây ra một cảnh tượng thật là kinh hoàng. Hiện tại, các nhân viên cứu hỏa cũng như cảnh sát và những người có mặt tại hiện trường đang cố gắng để giúp đỡ di tản những nạn nhân ra khỏi vùng tai nạn và đưa chuyển họ tới những nhà thương gần nhất có thể. Tổng thống Obama đã khẩn trương ra lệnh cho tất cả các cơ quan tình báo cũng như những đội FBI cảnh sát tinh nhuệ để lao vào hiện trường và đặt nước Mỹ, những tiểu bang lân cận như New York trong tình trạng báo động khẩn cấp nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công kế tiếp có thể xảy ra. Đây có thể là những hành động của nhóm khủng bố nhằm vào để trả thù nước Mỹ. Hai tiếng nổ lớn kinh hoàng xảy ra và khói bốc lên ngùn ngụt trời. Tiếng la hét cũng như tiếng khóc, tiếng kêu gào của những nạn nhân
một cảnh tượng rất là hỗn độn và kinh hoàng, làm cho mọi người liên tưởng tới cuộc tấn công vào tòa nhà tháp đôi bằng máy bay khi nhóm khủng bố tấn công tại New York. Khi nào trên đường phố những mảnh vụn vỡ tung tung tóe rải rác khắp nơi. Hiện tại, con số tử vong và con số thương vong chưa được kiểm chứng. Nhân viên cứu hỏa cũng như cảnh sát càng ngày càng tìm kiếm thêm ra những nạn nhân. Chỉ biết rằng con số những người bị thương vì trong hai vụ đánh bom này cũng như con số tử vong có lẽ sẽ lên rất cao vì tại lần mức ăn thua trong cuộc chạy đua marathon thật lớn tại bang Boston này. Ở mức ăn thua, hàng trăm ngàn người tụ tập để reo hò, cổ võ cho những vận động viên của mình. Khói bốc lên ngùn ngụt, tiếng xe cứu thương inh ỏi. Những nạn nhân, tiếng kêu cứu. Đây là một cảnh tượng rất là hỗn độn, kinh hoàng. Mà có lẽ những người dân ở trên nước Mỹ phải đối phó rất là hồi hộp vì không biết khi nào những vụ khủng bố tương tự như vậy sẽ xảy ra. Cảnh sát hiện thông báo cho tất cả mọi người nếu mọi người những người nào gần khu xảy ra đang ở trong những nhà hàng hàng quán hoặc những trong những công sở những cao ốc thì cảnh sát khuyên mọi người nên ở trong nhà, đừng đi ra ngoài đường trong lúc này vì không biết có thể sẽ có những cuộc tấn công những vụ nổ bom khác xảy ra. Hôm nay ngày 15 tháng 4 là một ngày lễ tại bang Boston và rất nhiều người không đi làm nên đổ xô ra trên đường phố để tham dự cuộc chạy đua marathon thật lớn này. Và hôm nay tại nước Mỹ cũng là ngày cuối cùng hạn chót để tất cả mọi người gửi hồ sơ thuế. Mọi người có thể thấy tại hiện trường khi quả bom hai quả bom đã phát nổ và bốc cháy dữ dội tại lần bức ăn thua. Hai bên đường tất cả mọi người đều chen chúc nhau để đợi chờ lần bức ăn thua để reo hò và cổ võ cho những vận động viên chạy đua. Cảnh tượng thật là kinh hoàng. Mọi người dân trong ở nước Mỹ luôn luôn phải sống trong cảnh hồi hộp, lo sợ vì không biết khi nào sẽ có những vụ đánh bom tương tự xảy ra của nhóm khủng bố nhằm vào việc trả thù nước Mỹ.
Một lần nữa, ngày 15 tháng 4 tại Boston thuộc nước Mỹ, một cuộc chạy đua marathon lớn nhất trong lịch sử kéo dài 3 tiếng đồng hồ và quy tụ gần 30.000 vận động viên tham